bệnh nhân 1440 đã có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tùy theo tính chất mức độ mà hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự. Bên cạnh đó, người này còn khai báo y tế vòng vo, lời nói bất nhất khiến cơ quan chức năng đã rất khó khăn để truy vết dịch tễ. Việc khai báo không trung thực có thể làm chậm trễ quá trình khoanh vùng cách ly, từ đó khiến dịch bệnh có nguy cơ lây lan nhanh chóng. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, thì những hành vi khai báo y tế gian dối sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Bệnh nhân 1440 mắc COVID-19, nhưng người này khai báo y tế vòng vo, khai báo không trung thực. Lúc thì khai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu tỉnh Tây Ninh. Lúc thì nói rằng nhập cảnh qua cửa khẩu tỉnh An Giang, làm chậm trễ quá trình truy vết, khoanh vùng những người có yếu tố dịch tễ liên quan. Theo quy định tại Điều 295 Bộ Luật Hình sự năm 2015, việc gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh thì sẽ bị xử lý về tội vi phạm quy định an toàn phòng dịch ở nơi đông người. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng, làm lây lan dịch bệnh cho người khác, thì sẽ truy tố xử lý hình sự. Có Nghị định số 173 về quy định xử lý hành chính trong lĩnh vực về y tế, những cái hành vi như khai báo gian dối, thì cái người vi phạm sẽ bị xử lý hành chính tới mức phạt là từ 5 đến 10 triệu đồng. Cái Điều 240 của Bộ Luật Hình sự là cái tội lây truyền bệnh dịch cho người khác. Thế thì ở cái điều luật này thì trong trường hợp mà nhẹ đấy thì cái người phạm tội có thể bị xử phạt tiền tới mức là 200 triệu hoặc tùy theo tính chất mức độ của hành vi phạm tội mà có thể bị phạt tù đến 12 năm. Đấy. Và ngoài hình thức phạt tù thì còn bị kèm hình thức phạt tiền đến 100 triệu. Nhóm người đi cùng bệnh nhân 1440 cho biết mục đích của việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là để trốn cách ly và không muốn thực hiện các thủ tục nhập cảnh theo quy định. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay, thì việc làm này cần được xử lý nghiêm minh. Đã nhập cảnh trái phép, lại còn khai báo gian dối thì hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm. Cơ quan chức năng đã phải rất khó khăn để truy vết và cách ly những người tiếp xúc gần với bệnh nhân.